Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do Phòng Truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Theo đuổi sự nên thánh, nương trên Kinh Thánh, Hebrew chương 12, câu 12 đến câu 15. Vậy hãy giở bàn tay yếu đuối của anh em lên, luôn cả đầu gối lỏng lẻo nữa, khá làm đường thẳng cho chân anh em theo, hộ cho kẻ nào què khỏi lạc đường mà lại được chữa lành nữa. Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rề đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng? Câu gốc của bài học là hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Hebrew chương 12 câu 14. Câu hỏi suy ngẫm: trước giả thư Hebrew đưa ra những bí quyết nào để giữ kỷ luật tâm linh theo đuổi sự nên thánh? Hậu quả của việc không nên thánh là gì? Bạn đang theo đuổi sự nên thánh như thế nào? Kính thưa quý vị, khi một người tin nhận Chúa Giêsu, người ấy được kể là thánh vì đứng trong địa vị của một người thánh, là người biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Đó là nên thánh địa vị. Nhưng khi sống với Chúa, người ấy phải nên thánh thực nghiệm qua cách ăn, nếp ở mỗi ngày. Đây là một thách thức đòi hỏi con dân Chúa phải giữ kỷ luật tâm linh để theo đuổi sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Trước giả thư Hebrew đưa ra một số cách sống để có thể giữ kỷ luật tâm linh theo đuổi sự nên thánh. Thứ nhất, câu 12 mô tả những người kiệt sức với cánh tay rũ xuống và đầu gối mỏi mệt cần đặt hy vọng vào Chúa để giơ tay lên và thẳng gối lại, theo Ê-sai chương 35 câu 3. Những ai đang ngã lòng, tâm linh đang mệt mỏi và yếu đuối cần phải đứng lên, bám lấy lời hứa của Chúa, vượt qua thách thức để giữ kỷ luật tâm linh mà bước tới. Thứ hai, cơ đốc nhân có trách nhiệm nâng đỡ nhau. Người mạnh phải giúp người yếu thuộc linh để họ không vấp ngã. Tất cả chúng ta đều cần được chữa lành và đứng vững để tiếp tục nên thánh thực nghiệm mỗi ngày, theo Châm ngôn chương 4 câu 26. Thứ ba, con dân Chúa hãy tìm cách sống hòa thuận với mọi người và đeo đuổi sự thánh khiết, theo câu 14 phần A bản truyền thống Hiệu Đính. Cộng đồng cơ đốc phải cố gắng duy trì hòa khí với nhau. Sứ đồ Phaolô cũng khuyên điều này trong Roma chương 12 câu 18. Nếu có thể được thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Đây là một thách thức lớn cho đời sống nên thánh thực nghiệm của cơ đốc nhân. Con dân Chúa phải theo đuổi sự nên thánh. Theo câu 14 phần B, những người muốn tương giao với Chúa phải ghê tởm điều ác và theo đuổi sự trong sạch, theo Ma-thi-ơ chương 5 câu 8. Vì không một tội lỗi nào có thể đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nên cơ đốc nhân phải sống thánh khiết và trong sạch mỗi ngày. Điều này là động lực để chúng ta giữ kỷ luật tâm linh, theo đuổi sự nên thánh ngay bây giờ và luôn luôn. Theo đuổi sự nên thánh là quyết tâm sống vâng lời Chúa, tránh điều ác, làm điều thiện cho mọi người, theo lời Chúa dạy. Khi một người tìm kiếm hòa bình và đeo đuổi sự nên thánh, người ấy cũng quan tâm đến đời sống tâm linh của người khác. Chúng ta phải cẩn thận giúp nhau vượt qua thách thức để không ai trật phần ân điển của Chúa. Kỷ luật tâm linh là một cuộc chiến thuộc linh, mỗi chúng ta cần nhờ ơn Chúa để vượt qua những thách thức, giúp nhau bền lòng, sống nên thánh thực nghiệm mỗi ngày. Chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp con luôn cảnh giác trước mọi điều ác, nhờ ơn Chúa vượt qua những thách thức trong kỷ luật tâm linh và quyết tâm theo đuổi sự thánh khiết trên linh trình theo Chúa mỗi ngày. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có quan tâm theo đuổi đời sống nên thánh mỗi ngày không?
lên trình theo Chúa mỗi ngày, theo đuổi thánh khiết, lòng đầy quyết tâm, vượt qua thách thức bội phần, sống theo ý Chúa, hồng ân tuôn tràn. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.